Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong 5 tháng đầu năm 2022, tỉnh Yên Bái đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 135 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 1.200 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2022, tỉnh Yên Bái đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 135 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 1.200 tỷ đồng. Tính riêng trong tháng 5 năm 2022, tỉnh Yên Bái đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 31 doanh nghiệp. Lũy kế 5 tháng đã cấp chứng nhận thành lập cho 135 doanh nghiệp, tăng 9,8% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký đạt trên 1.200 tỷ đồng, thành lập mới 29 hợp tác xã, 228 tổ hợp tác. Đến nay toàn tỉnh có gần 2.800 doanh nghiệp, gần 600 hợp tác xã, trên 5.700 tổ hợp tác và gần 26.000 hộ kinh doanh. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn, nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, đối tác, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã. Xác định sản xuất, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là khâu đột phá trong phát triển kinh tế, huyện Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp gắn công nghiệp địa phương với công nghiệp quốc doanh, công nghiệp chế biến với phát triển vùng nguyên liệu tập trung, phấn đấu tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 20%. Xác định sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là khâu đột phá trong phát triển kinh tế, huyện Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp gắn công nghiệp địa phương với công nghiệp quốc doanh, công nghiệp chế biến với phát triển vùng nguyên liệu tập trung, phấn đấu tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 20%. Trong 5 tháng năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Văn Yên đạt trên 490 tỷ đồng, đạt gần 45% kế hoạch, tăng 44% so với cùng kỳ. Để hoàn thành mục tiêu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1.400 tỷ đồng, huyện Văn Yên đã ban hành nhiều cơ chế ưu đãi xây dựng khu cụm công nghiệp, khu du lịch thương mại tập trung ở vùng có lợi thế gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn tổng quan thiên nhiên và phát triển bền vững vùng nguyên liệu, thu hút những doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn để chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp thành hàng hóa, tăng giá trị bán ra thị trường trong và ngoài nước, tập trung phát triển một số ngành chế biến nông lâm sản, khai thác chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng thế mạnh của huyện gắn với vùng nguyên liệu như chế biến sắn, tinh dầu quế, chế biến chè, khai thác mỏ. Triển khai đề án hỗ trợ trồng cây măng sạt giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Chấn xây dựng vùng măng sạt tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa và phấn đấu đến năm 2025, tổng diện tích măng sạt toàn huyện đạt 205 ha. Triển khai đề án hỗ trợ trồng cây măng sạt giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Chấn phấn đấu xây dựng vùng măng sạt tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa và phấn đấu đến năm 2025, tổng diện tích măng sạt toàn huyện đạt 250 ha. Trong đó, diện tích măng sạt tập trung ở 5 xã gồm An Lương, Suối Quyền, Nậm Lành, Nghĩa Sơn và Suối Bu trồng mới 100 ha, với mức hỗ trợ 2 triệu đồng một ha, kinh phí trích từ nguồn ngân sách huyện. Tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, cải tạo các diện tích măng để phấn đấu năng suất bình quân đạt 3,2 tấn một ha một năm. Tổ chức liên kết các hộ, nhóm hộ với các công ty doanh nghiệp, hợp tác xã để thu mua, chế biến, bảo quản và tiêu thụ các sản phẩm chế biến từ măng sạt. Với phương thức hỗ trợ bằng tiền mặt sau đầu tư, huyện Văn Chấn hướng dẫn để nhân dân tự trồng, sau nghiệm thu sẽ hỗ trợ đối với diện tích đạt tiêu chuẩn. Với nhu cầu của thị trường hiện nay, cây măng sạt đang là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế ở vùng cao Văn Chấn. Trồng măng sạt đã và đang tạo sinh kế ổn định bền vững, giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, tích cực bảo vệ phát triển rừng. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến hết tháng 5 năm 2022, toàn tỉnh có gần 40.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội thường xuyên, trong đó chỉ có trên 8.000 người sử dụng dịch vụ trả lương hưu qua ATM, chiếm gần 30% tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu 28% số người nhận lương hưu, 80% số người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, 98% số người hưởng trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. Để đạt mục tiêu đề ra, hiện nay các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều chương trình như cải cách hành chính, bố trí nhân viên hỗ trợ giúp đỡ, tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc cho các đối tượng mở tài khoản và sử dụng thẻ ATM. Riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn áp dụng chính sách miễn phí 100% các dịch vụ chuyển tiền. Tuy nhiên, nhiều người chưa mặn mà sử dụng chi trả lương hưu qua tài khoản ATM. Do vậy, để tăng tỷ lệ người sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản, cần bắt buộc chuyển lương vào tài khoản đối với những trường hợp có đủ điều kiện như sức khỏe, sống ở vùng thành thị. Ngoài ra, các ngân hàng cũng cần linh hoạt trong quá trình triển khai các dịch vụ và có chính sách hỗ trợ khuyến khích cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội khi chuyển lương vào tài khoản.
Thực hiện dự án nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cải thiện việc tiếp cận dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với tổ chức Haga quốc tế triển khai, đến nay đã có 270 nạn nhân bị bạo lực có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Chấn được tiếp cận hỗ trợ. Các trường hợp nhận được hỗ trợ đã thay đổi rõ rệt về hiểu biết, kỹ năng, đã tự tin chia sẻ câu chuyện của mình, đồng thời biết giúp đỡ người khác vượt qua tình trạng bạo lực. Dự án cũng đã cung cấp gói an sinh xã hội cho 160 trường hợp phụ nữ yếu thế, bị bạo lực gia đình, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trị giá 48 triệu đồng. Ngoài ra, dự án cũng thường xuyên có các hoạt động trao đổi thông tin, tham vấn xử lý các vụ bạo lực gia đình có tính chất phức tạp hoặc nạn nhân bị sang chấn nặng. Dự án nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cải thiện việc tiếp cận dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới, do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phối hợp với tổ chức Haga quốc tế triển khai thực hiện từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022 tại hai xã Minh An và Bình Thuận của huyện Văn Chấn. Qua gần 3 năm thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa, dự án đã góp phần giúp phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, xâm hại, mua bán người và những người có nguy cơ được tăng cường sự an toàn, phúc lợi và tiếng nói của bản thân. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu giảm 5,1% hộ nghèo so với năm 2021. Để đạt mục tiêu này, thị xã đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ, quyết liệt, sát thực tế, linh hoạt, phù hợp theo đúng tinh thần chỉ đạo, chung tay giúp đỡ người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Gia đình ông Đỗ Văn Xuất ở thôn Khà Khem, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ là hộ nghèo của xã. Hai vợ chồng không có việc làm ổn định, ruộng vườn không có. Năm 2020, gia đình ông được trung tâm hỗ trợ và dịch vụ thị xã hỗ trợ 10 đôi chim bồ câu Pháp để nuôi. Cùng với nguồn vốn tích lũy của gia đình, ông đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi trâu và nuôi lợn. Có nguồn thu nhập ổn định, gia đình ông vay mượn thêm xây được căn nhà cấp 4 rộng trên 100m², trị giá gần 300 triệu đồng. Cuối năm 2021, gia đình ông tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Chúng tôi rất cảm ơn bên chính quyền xã cũng như là cấp trên, từ nay trở đi cũng cố gắng hơn nữa để động viên mà cũng tham tư vấn cùng anh em khó khăn hơn mình để cũng cùng mình vượt lên. Thạch Lương là xã khó khăn của thị xã Nghĩa Lộ với 95% là người dân tộc. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Qua rà soát theo tiêu chí mới, toàn xã có 31,14% hộ nghèo. Năm 2022, xã Thạch Lương phấn đấu giảm 105 hộ nghèo, trong đó có 3 hộ tự nguyện thoát nghèo. Ngay từ đầu năm, xã đã phối hợp với 10 cơ quan đơn vị của thị xã và các tổ chức đoàn thể xuống các hộ gia đình nghèo, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu cho hộ nghèo, cận nghèo. Cùng với đó, chú trọng đào tạo nghề, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp để mở rộng sinh kế, tạo việc làm cho người dân. Đối với xã Thạch Lương thì còn rất nhiều hộ đặc biệt khó khăn. Đảng ủy chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là các hộ nghèo trên địa bàn xã rất mong được sự tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan đơn vị trong và ngoài thị xã để bà con có cái nguồn sinh kế phát triển làm sao là đời sống ổn định. Qua rà soát theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025, thị xã Nghĩa Lộ còn trên 3.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 16,4%, và gần 1.300 hộ cận nghèo, chiếm gần 7%. Năm 2022, thị xã phấn đấu giảm 5% hộ nghèo, tương đương khoảng 900 hộ. Để đạt mục tiêu này, thị xã đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ, quyết liệt, sát thực tế. 100% các xã phường, các ngành đoàn thể tiến hành rà soát, xác định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nghèo, phân tích hiện trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo để phân nhóm và có chính sách giải pháp hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo nâng cao thu nhập và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin. Ủy ban dân thị xã có tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy có một kế hoạch rất chi tiết cụ thể, phân công cho từng cơ quan đơn vị xuống để giúp đỡ các hộ nghèo và họp với ban chỉ đạo của xã và để nắm bắt được thiếu hụt từng tiêu chí nghèo. Theo ví dụ thiếu về việc làm, thiếu về thông tin này, thiếu về đất này, thiếu về cây con giống, để chúng tôi phân loại như vậy. Do đó là cái việc mà thực hiện cái mục tiêu giảm nghèo của giai đoạn 2021-2025 thì chúng tôi đặt ra phấn đấu cứ bình quân 3,28% thì tôi cho rằng là sẽ thị xã sẽ thực hiện, sẽ đảm bảo cái chỉ tiêu đề ra. Cùng với đó, thị xã Nghĩa Lộ cũng đang chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng vùng, nhất là vùng cao, tạo điều kiện phát triển các mô hình khởi nghiệp của người nghèo.